Xin chào tất cả các mẹ nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các mẹ một món cháo nữa, đó là cháo thịt bò nấu với rau dền Nhật. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu với các mẹ loại một loại rau rất tốt cho các bé, đó là rau dền Nhật. Rau dền này thì nó cung cấp rất nhiều vitamin, đặc biệt là chất sắt. Rau dền này nó đứng đầu trong cung cấp các loại chất sắt và các loại vitamin. Rau này thì cái giống nó bán nó không có phổ thông. Các mẹ có thể tìm mình mua giống về mình gieo để cho các bé ăn nhé. Nó cung cấp chất dinh dưỡng rất là tốt. Ở đây thì một mớ này nhà mình, cái này là rau tự trồng, mình đã ngắt sạch. Đây mình lấy cái phần lá của rau mình trồng tự trồng thì cái rau nó không có to như là người ta trồng, người ta chăm sóc kỹ hơn hoặc là người ta bón phân như thế nào thì mình không biết, nhưng mà cái rau giống rau dền này thì người ta bán thì cái lá nó sẽ to và nó đậm hơn. Các mẹ này thấy cái lá nó màu tím tím, nó hơi đậm đậm này. Cái này là rau dền Nhật nhá, nó cái thân nó y như là cái cây rau, nó thấp thấp ở dưới thôi, thân nhỏ thôi chứ không có giống cái cây rau dền ta bình thường nhá. Loại này các mẹ có thể tìm hiểu thêm bằng cách là mình sệt thông tin ở trên mạng nhé. Thịt bò thì mình đã băm nhuyễn sẵn, bây giờ rau mình sẽ mang đi băm luôn. Cháo thì mình đã dây sẵn, bé nhà mình vẫn đang còn ăn cháo dây, bây giờ thì mình sẽ mang rau đi băm nhé. Mình sẽ nấu nhé. Sapa, mình sẽ nấu, mình cho cháo của mình lên và mình nấu. Mà nếu mà cháo có mẹ nó đặc quá thì mình có thể cho thêm một chút nước ấm để mình nấu cho cháo của mình nó loãng ra. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các mẹ thì cái liều lượng mà đồ ăn mình dùng cho bé. Đối với các bé từ 6 đến khoảng 9 tháng, 6 tháng thì các bé mới tập ăn thì mình chỉ cần một muỗng rau và một muỗng thịt hoặc cá, một muỗng chất đạm là đủ. Còn đối với các bé từ 8 tháng, 7-8 tháng trở lên thì mình tùy vào cái lượng ăn, cái mức ăn của bé chứ không phải bé nào cũng giống nhau. Nhưng mà cái thành phần để mình nấu cháo thì mình nó cũng có công thức nhất định. Mình thấy có nhiều mẹ giống kiểu là mình nôn nóng ấy, mình thấy con mình còi hơn các bạn hoặc phải nhẹ tí hay này kia, mình cho quá nhiều chất đạm hoặc là mình cho thấy thường thường là thấy rất ít là cho ăn rau, nhưng mà chất đạm thì lại nhồi nhét cho các bé ăn rất là nhiều, thì như vậy cũng không tốt, mà như vậy chưa chắc các bé đã hấp thu được. Mình sẽ cho cái phần thịt bò này vào. Thì các mẹ cứ cho một xíu nước cái này mình tán cho nó nhuyễn, để cho mình khi mình cho vào cháo thì của mình nó không bị bón nhé, nó không bị bón cục vậy. Mình cho một xíu nước này. Như mình vậy thôi, mình ăn mà mình thấy ví dụ như mình ăn quá nhiều đạm mình cũng đâu có hấp thu được, mà cũng ngán, đến bữa sau là không thể nào mà ăn được. Mà nếu mà ăn quá nhiều như vậy thì nó cũng không thể hấp thu được, cơ thể nó cũng không thể hấp thu được. Nên mình hòa thịt ra thì cái cháo của mình nó rất là, khi mà mình cho vào cháo là cái thịt nó không hề bị bón đây. Cái này là mình bằm bé nhà mình 7 tháng rưỡi nhé. Và bé thì mình đã ăn cháo bằng thịt lợn cợn như thế này, mình không sai. Mình sẽ cho rau vào nhé. Và cái khẩu phần ăn của bé nhà mình thì thường thường rau, bé nhà mình ăn rau rất là nhiều, ăn rau bằng với lượng thịt, lượng rau là bằng ngang ngửa với lượng thịt. Nên là bé đi phân rất là đều, không bị bón. Mà khoảng một ngày nào cũng đi vậy. Các mẹ chăm bé thì thường thường là mình nhìn phân của bé là mình biết cái sức khỏe của bé.
đầu một con nước mắm thôi. Sẽ tắt bếp đi. Và cuối cùng là mình sẽ cho dầu ăn riêng cho bé. Dầu ăn này là để cho giúp cho hệ tiêu hóa của bé hấp thụ thức ăn được tốt hơn. Nấu với rau cho về Nhật rất là dinh dưỡng dành cho bé. Bây giờ mình sẽ cho ra chén để cho bé mình ăn. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong một chén cháo dành cho bé. Hy vọng là với cái thực đơn ăn dặm của mình sẽ giúp mà các mẹ làm đa dạng thêm phong phú cái thực đơn ăn dặm dành cho các bé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào các mẹ.